sáng thì đi chuẩn bị thì dễ, nó dễ phát hiện lắm. Vâng đấy. Thế còn buổi tối á, tối trời thì là mình cũng đã ngụy trang tối mít rồi, bò nó không có phát hiện được. Chứ còn da mình như thế này mà không ngụy trang thì sáng lắm, trông nó da thế này nhưng mà đêm nó sáng nó nổi hẳn lên. Thế nhưng mình ngụy trang hết rồi thì là nó không phát hiện được. Rồi trước kia là ở cái vùng đó nó toàn là trên đồi cho nên toàn có cỏ cây cả. Trên mình cũng lợi dụng cái cỏ cây nó chỉ có vạc sạch cái hàng rào trong cùng thôi. Có nghĩa là nó làm cỏ cái hàng rào trong cùng sát cho nó là sạch banh luôn. Thì mình bò vào đến đấy, mình nằm mình nghe ngóng nó nói chuyện, rồi là mình quan sát xem là cây lô cốt đầu cầu ban ngày mình đã kiểm tra rồi. Thì đến hôm đó mình đi chuẩn bị là mình nhằm cái hướng nào, cái chỗ nào sơ hở nhất của nó thì mình bò lên. Mình bò lên thì mình là nhắm nằm ở ngoài, mình nhìn vào thôi. Đấy em cũng đang muốn hỏi chỗ ấy. Tức là khi mà nó tối như thế, nó không nhìn được thì mình đi thì nó không thấy mình, thì làm sao mình quan sát được cái mục tiêu mà mình cần quan sát? Cái mục tiêu của nó thì ban ngày mình đã tới, có nhỏ mình ngồi trên đài quan sát cơ động của mình á, là mình đã quan sát ban ngày rồi. Thế là anh em nào là cái chủ yếu là trung đội trưởng, trung đội phó, mấy cái trinh sát của tiểu đoàn là dẫn anh em đi chuẩn bị. Thì cái tổ chuẩn bị không phải là đi hết cả trung đội đâu, đánh một trung đội đi thì chỉ độ 4-5 ông đi chuẩn bị chiến trường thôi. Ông trung đội trưởng, trung đội phó, mũi trưởng, mũi phó với tổ trưởng 3 người, 1-2 ông tổ trưởng 3 người. Em vẫn thắc mắc là tức là trong cái đêm tối như thế các anh vào để đi, gọi là mình đi để mình kiểm tra đấy, thì có nhìn thấy gì đâu mà kiểm tra? Cũng nhìn được chứ. Buổi tối, tối nói tối thế nhưng mà mình nằm ở dưới, mình nhìn lên trên thì mình còn quan sát được. Thì anh... cái lô cốt nó xây hoặc là tường lô cốt đại chiến nó đắp bằng bao cát á, nó vuông lên này nó nổi hẳn lên. Thì mình biết là cái lô cốt bằng cát hay là lô cốt nó xây bằng bê tông, nó đổ bê tông. Thế anh chứ... có bao giờ đi chuẩn bị cái trận địa không, chuẩn bị địa bàn hay không? Có chứ, anh là cũng phải đã lính đặc công rồi mà đã đi đánh nhau là phải có chuẩn bị chiến trường rồi. Mà chuẩn bị chiến trường là cán bộ trung đội mới tổ trưởng 3 người, gọi là mũi trưởng, mũi phó. Tổ trưởng 3 người như là bộ binh gọi là tiểu đội phó, tiểu đội trưởng đấy. Thế giờ đại đội, phải có mũi đi là phải có đại đội rồi. Một ông đại đội trưởng không có thì ông đại đội phó đi với một mũi để chuẩn bị chiến trường. Cho nên là khi mà chuẩn bị xong rồi thì về mình ban ngày thì quan sát, thì ban đêm tối về là mình hội thảo với nhau và bàn cái hướng là giao cho anh này cái mũi này là đi lên bò lên cái hướng đó, cái hướng lấy cái cây ban ngày mình quan sát để mình làm chuẩn để mình lấy hướng mình bò lên. Toàn xuyên già xuyên rừng lên ấy, đâu có lối đâu. Trong những cái lần mà đi chuẩn bị địa bàn đấy thì anh có một cái lần nào mà anh gọi là cái giống như là một cái kỷ niệm sâu sắc ấy, nó sẽ có một cái sự cố gì đấy, ví dụ bị lộ hay là suýt nữa thì bị lộ, hay là vào anh có thể kể lại một cái của chính anh cụ thể cái trường hợp mà mình đi chuẩn bị địa bàn? Nói chung thì đi thì cũng nhiều trận, cũng có những cái trận là vào đến tận nơi, nhưng cũng có những cái trận là cũng còn một hàng rào nữa mới vào được đến nơi. Cái nhớ nhất đấy của tôi là khi mà vào Quảng Ngãi, khi vào Quảng Ngãi mà đi chuẩn bị đánh cái đồi Cộng Hòa ở ngay Nghĩa Hành ấy, nó cái đồi đó là án ngữ mà cái đường lên quận Ba Tơ ấy, Ba Tơ với cái quận gì bên trên đó, là nó án ngữ cái đường lên cái khu vực trên đó. Thì trên đó nó cũng có một đại đội thám báo, thì chúng tôi là ở Nghĩa Hành, ở phía bên này sông Nghĩa Hành, thì chúng tôi tối rồi ban ngày thì lên cái rừng xanh như là chúng tôi quan sát ở bên này đồi, mà quan sát xem cái đồi, còn cái đường này nó lên hai cái quận phía trên. Thì quan sát thì tối chúng tôi được nhận nhiệm vụ là đi là chuẩn bị chiến trường, chứ còn đánh hay không thì chưa biết, nhưng mà ông cứ giao là cho đi chuẩn bị chiến trường thế đã thôi. Thì khi đi thì bò 6-8 giờ tối, có nghĩa là căn cứ vào cái thời điểm tối đó, từng giờ một để mình bò lên.
Thì khi mà lên đến chân rồi thì bắt đầu gặp trời mưa. Trời nó mưa to, cứ mà lên. Thì anh em tôi là cũng nhờ cái đó mà nó nhanh hơn. Ở dưới là khi chưa có hàng rào là từ dưới chân rồi mà đi lên là nhanh. À, khi mà cây gai nó cũng cây gai xấu hổ, gọi cây xấu hổ nó mắc kinh lắm. Đi là về toát hết ra hết chân, là đi chân đất là về là cả mấy ngày hôm sau để cho nó xì mũ ra để mà lấy cái gai đó ra. À, thì lúc đó là toàn chân đất hết, mà chân đất đi mới phát hiện được cái mìn mung các thứ nó cài. À, khi mà bỏ lên đến hàng rào thứ nhất tôi bỏ lên, nó ở đấy nó có 5 lớp rào. À, thì lên được đến hàng rào thứ ba thì bắt đầu là nó hết mưa là bắt đầu nó trứng lại. À, thì ở trên ấy bắt đầu là đang nằm chỉ trỏ ban đêm, là tất cả là chỉ ra ám hiệu với nhau bằng ngón tay thôi. À, chỉ ra anh này đi bên này, anh này đi bên này, bò hay là im là phải dập xuống cái này, là không có nằm im, không có động tĩnh nữa. Tất cả những người đi sau là theo cái anh đằng trước bỏ đầu tiên á, là anh ra hiệu như thế nào là anh đằng sau chấp hành lệnh như thế. À, thì khi bò lên đến hàng rào thứ ba thì không biết là chuột hay là thú rừng ạ. À, nó chạy lên thì bắt đầu là nó cách khoảng chúng tôi khoảng độ vài chục thước á, thì bắt đầu là cái quả lựu đạn nó mới nổ, mấy cái ống cắm nó mới treo hàng rào, nó kêu lông con. Thế là bắt đầu ở trên nó mới la hai mấy thằng gác á, nó mới bảo mẹ Việt Cộng lên chúng mày ơi, bắn của cha nó đi. Thế là bắt đầu là nó cứ ở trên nó xả súng, nó ném lựu đạn vào cái phía đó mà chúng tôi nằm ở gần cạnh đó. À, nó không phát hiện ra, mình nghĩ là nó không phát hiện ra bên mình, mà bên kia là mình nghĩ là không có phải là mũi của anh em mình đi nữa, mà chắc là chuột bọ hay là thú rừng ở đấy. Thì hồi đó thú rừng nhiều lắm và nó đụng cho nên nó làm lộ. Thế khi mà nó bắn một loạt xong im mắng không trở lại bình thường, không có gì cả. À, chúng tôi nhận định là nó không phát hiện, mình không bị lộ. Thế tiếp tục bỏ lên được một lớp nào nữa thì nhìn đồng hồ ấy, là lúc đó là thấy muộn rồi. À, là quay về để đêm khác đi, thì lúc đó mới là quay về để căn cái giờ về hậu cứ chứ không có sáng, vì cần qua một cái con đường quốc lộ qua đấy, xong mới bò sang cái cánh đồng bên này thì mới về hậu cứ mình. À, thì đấy là cái trường hợp là nó thường xảy ra, mà cũng nhiều trường hợp phải gặp lắm, chứ không phải là chuyến nào đi cũng hoàn hảo đâu. Từ khi chuẩn bị cái địa bàn mà cho đến khi quyết định đánh cái trận đấy thì thời gian nó khoảng bao lâu anh? Thường thường thời gian ấy thì tùy theo những cái điểm nào mà nó quan trọng hay là nó ít quan trọng. Có khi mình đi chuẩn bị nhưng mà lại là không được lệnh lại không đánh, lại đi đánh cái điểm khác, cái chỗ đó là thấy là nó cái điểm đó là nó quan trọng hơn, nó án ngữ làm ảnh hưởng cái đường giao liên của mình này, rồi là nó ngăn chặn các cái đường tiếp tế của mình lên ở trên núi xuống chẳng hạn, thì lại là theo lệnh của trên thôi. Trên bảo sao thì ta dưới này là người lính là chấp hành lệnh nhà binh, mà cứ chấp hành 100% thôi. Bảo ông đi chuẩn bị cái này, nhưng mà thường á thì đi chuẩn bị trong vòng khoảng 20 ngày đến một tháng thôi, chứ không thể lâu được. À, 15 ngày 20 ngày là phải đánh rồi, không có nó thay đổi chứ. Bây giờ anh đi chuẩn bị như thế này, kỳ công như thế này, nhưng mà nó 15 20 ngày sau anh không đánh thì nó lại thay đổi, cái đưa cái lính bọn khác đến nó thay cái bọn này, hoặc nó đổ thêm vũ khí đạn dược vào đây cho nó tăng pháo tăng quân lên. À, thì nó lại thay đổi hết cả cái chiến lược chiến thuật mình, cái công mình đi chuẩn bị nó lại lãng phí. Cho nên là chỉ trong vòng độ 10 ngày là chuẩn bị được rồi, thấy đảm bảo chắc ăn rồi, anh em chuẩn bị rồi, hứa quyết tâm là đánh lại hắn. À, thì bắt đầu lệnh trên là cho đánh. Còn cái nào mà thấy cảm thấy mà không thể không chắc chắn không thắng được, hoặc là nó còn khó khăn gì thì cần phải nắm thông tin nữa, cần phải kiểm tra đi chuẩn bị tiếp nữa, có khi một điểm đi chuẩn bị 3-4 lần ấy chứ, thế đâu có phải một lần mà đã xong đâu, ít nhất là phải 2 lần. Anh có nói là khi mà để đối phó với một đại đội địch thì là ta phải có một trung đội, thì ở đây cái trung đội đặc công của mình là bao nhiêu người ạ?
báo cáo đồng chí là trung đội đặc công cái gì quân số ít lắm, chứ nó không như là bộ binh. Bộ binh thì trung đội của đặc bộ binh là nó có 3 tiểu đoàn, nó phải là 44 người. 3 tiểu đội. 3 tiểu đội đấy. Mỗi tiểu đội là 12 hoặc 14 ban chỉ huy, và nữa là ít nhất là phải 34 người. Thế còn trung đội có cái mũi đặc công thì nó gọi là mũi. Mũi trưởng, mũi phó là ngang với trung đội trưởng, trung đội phó. Thì mũi của đặc công thì cũng hình thành là 3 tổ thôi. Tổ thọc sâu và tổ đánh bên trái, tổ đánh bên phải. Thì mỗi tổ cũng chỉ khoảng 4 anh em thôi. Thì còn có một anh B-40 hoặc là B-41. Một anh là thủ pháo lựu đạn, súng thì anh nào có rồi. Đại để là có một hỏa lực hoặc hai hỏa lực tùy theo cái điểm nó quan trọng hay không. Còn lại là chiến sĩ. Thì một trung đội đặc công thì có khoảng 14, 16 người thôi. 13, 4, 12, 12 chỉ trung đội trưởng, trung đội phó là thành 14 người. Cùng lắm là lên đến 16 người thôi, chứ không có nhiều. Như vậy là một cái trung đội đặc công là phải đối phó với một đại đội bộ binh. Và đại đội bộ binh là khá nhiều đấy. Vâng, đại đội bộ binh thì 120 quân. Nhưng đại đội đặc công thì 60 thôi. Vì nó 4 mũi mà mỗi mũi là 40 mấy anh em với ban chỉ huy, và nó 60 thôi. Cho nên gọi là cái lực lượng tinh nhuệ mà dùng ít đánh nhiều. Chứ nếu mà mình dùng là những cái điểm gì khó, các cái cao điểm trận địa pháo, sở chỉ huy, sân bay, kho tàng thì là đặc công phải đánh trước mở màn. Còn phía ngoài này thì mới bộ binh đánh, bộ binh nó giải ra đánh phía phòng ngoài. Đặc công ấy thì em được hiểu là một cái lực lượng tinh nhuệ, nhưng mà em cũng được biết là rất là ngắn hơi, tức là khi đi thì cái trang bị vũ khí đạn dược của mình mang theo không được nhiều, cho nên nếu như thời gian kéo dài trận đánh mà mình hết vũ khí thì có nghĩa là cái khả năng của mình nguy hiểm đến tính mạng rất cao. Vâng, thì như vậy có nghĩa là mỗi lần ra trận thì nó cũng sẽ có những cái, em nghĩ là về tâm lý thì thông thường tâm lý của các anh như thế nào, có cảm thấy rất là ngại ngùng khi ra trận không? Báo cáo với đồng chí thế này, lúc đó đã vào đến đây là xác định rồi. Một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực. Vào đây mà cũng không thể ra được. Mà anh mà đã ra thì người ta gọi, nó gọi là bê quay ra ngoài đó thì cũng không thoát được. Hết trên cái tuyến đường hành lang giao liên của mình mà từ đây mà ra Bắc đi cả tháng rưỡi mới ra đến nơi. Anh không chạm này bắt thì ra, anh chạm kia nó cũng bắt. Bắt thì là lúc đó là nó có coi và gọi là bộ đội bê quay, nó coi là rẻ nhạt lắm. Người ta nhìn thấy ai cũng không, anh em cũng không thích đâu. Cho nên là cái tinh thần anh em đã xác định như thế rồi, vào đây chỉ có một là sống, hai là chết. Cho nên là đã nhiệm vụ giao rồi là vui vẻ nhận lời là đi đánh thì chứ chấp hành mệnh lệnh thì chứ không có lăn tăn cái gì cả. Và chính vì thế mới đánh mới thắng được. Chứ còn nếu mà đi mà tư tưởng không thông thì đúng là cả bộ đội nó thường nói tư tưởng không thông thì đeo bi đông cũng không nổi. Và thì không chấp hành được lệnh trên thì làm sao thắng được. Cho nên là như thế. Và vì như thế còn vũ khí đi thì chúng tôi gọi là cái lực lượng tinh nhuệ là đánh nhanh và thắng nhanh. Đánh xong là rút, không có chốt giữ, mà gọi là đánh là tiêu hao tiêu diệt, chứ không phải là mình đánh giải phóng để mình giữ. Trên vũ khí đi thì anh nào nhiều lắm là 6 quả thủ pháo đó. Thủ pháo là đeo hết cái đằng lưng này, 6 quả thủ pháo, 2 quả mấy quả lưu đạn, khẩu súng AK thì khoảng 3 băng đạn, một băng ở trong súng, 2 băng là ở đây, có nghĩa là cả cái lưng này là cái thắt lưng là kín hết rồi, không còn cái chỗ nào hở nữa. Thế là khi vào mà đánh rồi thì chiếm được hay không chiếm được thì là theo lệnh là ở nhà mình đã có các cái phương án hết rồi. Khi nào mà đánh không lấy dây mà không dứt điểm thì có lệnh ở trên hộ. Ví dụ như là đánh cái đội này thì đại đội mình đi thì có ông đại đội trưởng là quyền quyết định cao nhất của ông ấy. Đánh mà lấy dây mà không giải không đánh quyết được cái điểm thì lúc đó ông hộ là nước chảy bèo trôi, đấy là cái ký hiệu nước chảy là rút. Đấy, bèo trôi là mình là lực lượng nghe tất cả các cái anh em bộ đội, các cái mũi nghe thấy là tự mình rút thôi.
là được lệnh của trên rồi là mình rút cho nhanh. Trên bộ đội đặc công đánh là không có bắt tù binh, không có thu vũ khí gì cả. Đánh xong là thắng thì cũng ra, mà không thắng thì cũng ra. Đánh xong là phải chạy cho nhanh chứ không có bắt đầu đập. Mà đây cái là các cái chuyện trận địa pháo ở xung quanh, nó căng hết các cái đường lên hậu cứu của mình rồi á, lên các cái bìa rừng. Thế là cứ pháo là cứ cái giặc đó là nó nã lên, chứ đâu có phải nó đẩy yên cho đâu. Đúng cái này cái ban đêm cái là mấy trận địa pháo xung quanh kia nó ở bên là nó gọi chi viện đến, là bắt đầu nó bắn cứ giặc cái các cái hậu cứu của mình, đường lên hậu cứu nó bắn pháo. Thế nên là mình có bắt tù binh cũng không ra răng đi đâu được, mà cũng không có thu vũ khí biết làm cái gì cả. Chạy cho nhanh, chạy cho nhanh mà thoát lên rừng lên chứ còn. Cái chỗ mở ý kiến của tôi xin phép cái này, tôi ý mà tiến hỏi thêm về cái chỗ làm rõ cái chỗ về cái tâm lý của anh em đặc công ấy, khi vào trận, chứ không phải tâm lý đặc công đi hành quân từ Bắc vào Nam như anh Toát nói đâu. Đó là bối cảnh chung kể cả bộ binh, nhưng mà đặc công khi vào trận thì nói đúng ra là trước khi vào trận, chứ mà khi vào trận thì người đặc công đã phải xác định cái tư tưởng này rất vững vàng, rất là gan dạ. Đây gọi là gan lì nữa, chứ phải gan dạ, gan lì, gan và lì nữa, phải lì lợm đấy, chứ phải gan nữa đâu. Đấy, cái thứ hai phải thông minh, phải chất thức thông minh, tự xử lý tình huống. Trên cái bản lĩnh của người đặc công ở đây phải nói là rất lì, phải dùng cái từ của rất là lì, mà không lì thì không phải. Bởi vì sao tôi nói cái từ lì? Ta cứ tưởng tượng thử đi, hàng rào nó bố phòng như thế, đồn bốt như thế, mà ta bò vào, cứ tưởng tượng thử, đúng không? Nó kinh khủng lắm chứ. Mà lúc đó ta chỉ có một cái gì, một là ý chí, đúng không? Hai là về mặt kỹ thuật tinh khôn, khéo. Thế thôi, đặc công cái tài sản lớn nhất là cái bí mật. Thế có cái gì khác cả? Mày không giữ được yếu tố bí mật thì coi như là cái sự thành công của anh trong một trận đánh, trong một chiến dịch là khó, rất khó. Cho nên ấy, đã vào trận thì anh nhát cũng sợ chết, nói thẳng. Mà anh có bạo thì anh cũng phải sợ, chứ không phải anh bạo đứng đây rồi tao đây rồi mày bắn tao đi cũng không được. Đó rõ ràng như thôi. Cho nên là phải nói cái bản lĩnh của người đặc công. Tôi đã từng chui vào hàng rào, tôi biết phải gan, phải lì. Mà không gan không lì thì khó hoàn thành nhiệm vụ. Đây nó rất thật. Đấy. Khi mà xuất quân ấy thì mình có làm có một cái hình thức là lễ xuất quân không? Có. Chúng tôi đánh cái đặc biệt năm 72 đánh trận khi mà đơn vị tập trung toàn tiểu đoàn. Đó. Thì hôm cả văn nghệ nữa cơ. Mấy cô hậu cần và anh Tuất hát cái bài, tôi nhớ cô gì người trong này hát, chị cái chị cũng phải, cô lớn tuổi tôi. Hát cái bài hôm qua em đi chợ sớm mua một vuông vải trắng mang về thế trước khăn tay. Tôi nhớ cái câu hát của chị đó. Mà tôi không biết tên, vì chị ở đại hậu cần hay ở đơn vị nào chắc em có tốt biết, chứ tôi không biết cái tên chị đó. Nhưng khi ra đó thì chị hát bài đó. Và khi hát xong rồi bắt đầu các đơn vị hành quân ra phía trước thì có nổ mất nọt súng 12 ly 7 để lấy khí thế trước khi đánh cái đặc biệt. Thì nói chung là cũng hoành tráng đấy, xuất quân là cũng hoành tráng đấy. Bộ đội đi rất có khí thế ra lên phía trước đấy. Thì nói chung đặc công thì phải nói thẳng là bản lĩnh chính trị, sự gan lì và trí thông minh, cái này phải có, những yếu tố này phải có trong người chiến sĩ đặc công. Bởi vì khi vào trong trận đánh thì người chỉ huy mà theo sát anh em đội viên để mà chỉ huy thì không còn nữa rồi, tự các anh em tự xử lý, tự phát triển, tự đánh đấy, thì phải có thông minh. Thêm một từ nữa, phải thông minh. Đấy. Thí dụ bây giờ anh bò vào hàng rào rồi không may anh vấp khỏi miền sáng chẳng hạn, thì cái xử lý anh như thế nào? Anh phải tự xử lý, không khác được ai xử lý cho anh đâu, đúng không? Một anh nằm im, đúng không? Hai là anh xử lý tình huống nào đó để mà không phát ra cái nộ tiếp theo, để địch nó khỏi phải gây tổn thất cho mình. Thế anh phải thông minh xử lý, hoặc là anh phát triển vào trong điểm rồi một mình anh một hướng, đúng không? Mà địch nó phản kích lại anh chẳng hạn như thế, hay nó như thế nào đó, chứ vẫn anh thì anh phải xử lý cái tự anh xử lý đấy, chứ không ai theo anh cả. Đấy, thì tôi muốn nói cái ý của Yến, muốn hỏi là cái tâm lý hay là cái gì đó của người đặc công khi ra trận, chứ không phải là khi hành quân từ Bắc vào Nam bảo anh quay trở về thế này thế kia, anh phải, đó là bối cảnh chung.
Còn người đặc công thì mình nói thật một câu là phải nói là cái ý chí số 1. Nhân anh vừa nói về những cái đặc điểm của người đặc công ấy, thì em cũng muốn biết là cá nhân anh tham gia một cái trận nào đó mà anh có thể kể, có thể chia sẻ được không? Tôi thì tham gia chiến đấu nhiều trận, nói thật. Nhưng mà tôi kể một câu chuyện đánh đắc bét ở đây, chắc các bác tất biết anh đã tham gia. Trận này thì tôi tham gia là ở cái mũi chủ yếu. Thì tôi chỉ kể nó ở đến cái giai đoạn mà đơn vị tôi hành quân ra phía trước á. Khi mà dừng lại để mà củng cố lại đội hình rồi là bổ sung thêm vũ khí rồi là lương thực á. Thì nghỉ ở phía trước tôi nhớ 3 ngày. Tôi nói thêm một chút, trong 3 ngày đó thì tôi mới anh xỉu người Thái Bình làm ở phía trước rồi, cách địch thì không xa lắm đâu, mấy tiếng thôi. Thì hai anh em được phân công lên cái chốt ở đằng sau cái đơn vị ấy, để sợ biệt kích nó thám báo nó đi tuần đó, nó phát hiện. Thì hai anh em ngồi đến gần trưa thì thực ra đói quá. Anh xỉu vào 569, anh người Thái Bình, anh vào trước tôi. Tôi bảo anh xỉu ơi, anh ngồi cảnh ra cảnh giới đi, em đi kiếm cái gì ăn, đói bụng quá. Thì tôi đi rất là xa, thì tôi thấy một cái quả dọc, ngoài Bắc là quả dọc nó canh chua đấy, nó rụng đầy gốc cây này. Mà tôi thì đói mà mình không biết có phải quả dọc không, nhớ ăn không phải là nó độc. Thế tôi cũng mạnh dạn tôi ăn thử, thì đúng là nó có vị chua. Thì tôi ăn lúc mấy trái liền, xong nó ghê răng quá. Thế răng đó thì tôi mới nhặt vào cái mũ tay bèo, tôi ôm về. Tôi bảo anh Sử ơi, anh Sử, em vặt, em lấy được quả dọc đây, em ăn rồi, không sao cả, anh ăn đi. Thì anh Sử ấy ngồi anh ăn. Khi ăn thì hai anh em ngồi với nhau, Anh ấy tâm sự. Thì anh ấy kể về cái hoàn cảnh của anh ấy thời bé, thời thơ ấu. Thế hai anh em ngồi đi về. Thế thì xuất quân đi đánh nhau. Buổi chiều lúc khoảng 3 giờ chiều đại đội tôi bắt đầu xuất quân. Thì đi ra gần đến cái bờ suối, chưa tới sông Bô Cô đâu, chưa tới bãi ngô của dân tộc đầu tiên đâu. Đấy, thì dừng lại thì lúc đó là hai bên hành đường hành quân đó là giãn ra hai bên xa, chứ không được ngồi gần, sợ pháo nó bắn vu vơ. Thì anh Dung đại trưởng người Thanh Hóa ấy, anh đi kiểm tra từ đầu hàng quân của tôi ngồi tôi phì cười, mà tôi không thể không cười. Là cái anh vận tải đi đằng sau ấy, anh vác cái ống, mình gọi là cái ống vầu để khênh thương binh ấy, mà nó khoảng hơn 2 mét vậy đó. Anh ấy đi thì cái rừng xuyên sơn, quả vầu, cái vầu nó cứ chạm một cây nứa bên này, nó chạm cái gỗ bên kia, nó phát ra cái âm thanh. Mà lúc gần gần địch rồi thì ông Dung tức cũng đúng chửi. Xin lỗi ông Dung, bây giờ nếu có nghe được chương trình này thì chắc anh cũng vẫn nhớ cái ký ức đó. Vì ông Dung nó có bộ mắt như mắt tôi mà không, răng thì hơi vô một tí. Ông đứng ông ấy chửi, mắt ông cóp lên, mà ông chửi tôi buồn cười quá ấy. Tôi buồn cười chứ không phải là tôi ấy. Chửi mấy thằng sau á. Thế sau nó đi thì đến nó tối, chúng tôi ăn cơm vắt. Thì ra đến cái dãy của dân tộc là vị trí tập kết đấy, là tất cả bộ đội cởi hết quần áo và chỉ mặc một cái sơ lít và tiến hành bôi thang, bôi hết một người. Thế thì lúc đó là cái tổ cắt rào thì gồm có anh Hiên người Thanh Miện Hải Dương. Lúc trước tôi nhờ chị tìm thân nhân của anh Hiên, nếu mà qua chương trình này mà gia đình Hiên ở Thanh Miện Hải Dương thì có gì liên lạc với tôi sau. Thì anh Dung đại trưởng, anh Thoáng đại phó và một cậu thông tin và anh Đoan tiểu đại phó trực tiếp đi vào cắt rào. Là có anh Nhân chính viên trưởng đại đội 4 nữa. Đấy, cái mũi của tôi là đi vào cắt rào là như thế. Thế thì vượt qua sông Bô Cô, bắt đầu vào cắt được một hàng rào thì anh Hiên với lại anh Thoáng vào cắt trước. Thì địch nó bắn một quả M-79 bắn vu vơ thôi, thì anh Hiên đứt mất 5 ngón chân, bay mất 5 ngón chân thôi, chưa đến nỗi nửa ngón bàn chân, chỉ 5 ngón chân thôi. Thì bắt đầu đưa anh Hiên xuống. Hiên xuống thì anh Đoan tiểu phó, anh Đoan bây giờ về hưu ở Đà Nẵng đó, Mai Bình Đoan ấy, người Nga Sơn. Thì anh ấy nói với Nhân chính viên trưởng đại đội 4, bảo thôi mày ra đón thằng Khôi nó vào là cắt thay thằng Hiên. Thì anh Nhân mới bơi qua sông Bô Cô. Lúc đó tôi đang nằm ở cùng với anh em ở cái bãi ngô, trời tối như mực. Anh Nhân cứ bỏ anh gọi nhỏ thôi. Thì tôi vô,
Tôi vô thì tôi dặn anh em của tôi là tôi sẽ đón là cửa mở.